Hôm nay cũng lại rảnh rỗi nên là mình học thêm mấy từ tiếng Hàn à, vì mình đã con trai mình và con trai thách giờ học mấy cái từ trong vòng bao nhiêu lâu đấy, thì bây giờ viết ra đây 6 từ à, bắt đầu học viết ra đây đã còn chưa học thuộc. Bây giờ học những từ động từ đến, uống, ăn, cho, đi và nghe. Bây giờ là đây, đến đi. Đến đâu để ăn uống? Đây học từ đến thì làm sao để nhớ được cái từ đến này? Từ đến thì ô tả, ô tả mã hóa từ ô tả. Tả. Tả, mọc tả. Chu tả, ca tả, ha tả. À bây giờ phát hiện ra quy luật ở đây là động từ nó là, nếu mà động từ nguyên thể này, tạm gọi là động từ nguyên thể thì mình cũng chưa nghiên cứu kỹ lắm, thì nó là có đuôi tà đằng sau. Đấy. Rất là tà, tà là đen, là động từ là tà, rất là tối, tối nghĩa. Thực ra nó là sáng nghĩa đấy, động từ nó là sáng nghĩa đấy. Mình cứ mã hóa là cái từ tà này là thế. Vậy thì mình sẽ không phải nhớ cái chữ này nữa, chữ tà này nữa, mà mặc định là động từ nó sẽ có đuôi tà theo sau. Tạm thời nhá, mấy cái từ này mình thấy là toàn đuôi tà tà thà thà theo sau nhá. Nhìn này, tà tà này, tà này, tà này, tà này, tà. Thì vậy nhìn nhớ mỗi chữ đằng trước này thôi. Từ đến là ô ô tà. Thì bây giờ nhá, tưởng tượng ra là đến, đến đây là đều ăn uống mà, thì mình tưởng tượng ra đây là mình đến một cái nhà hàng, mình đến một cái nhà hàng. Đấy, đến một cái nhà hàng để ăn, để uống. Ăn uống rồi là cho và đi và nghe. Đấy, đi đến một cái nhà hàng để ăn và uống, nghe nghe nhạc và gì, cho gọi là đi, cho là cho từ thiện đi, cho từ thiện đi. Đấy, ví dụ thế cho nó dễ nhớ. Rồi đấy, mã hóa cái câu chuyện này là đi, tôi đi đến, tôi ca tà, ca đi là gì, vừa đi vừa mang cái ca đấy, ca mà mã hóa từ ca là từ đi. À bây giờ nhớ đến từ đi là nhớ đến là mình mang một cái ca đi. Thế vậy thì là chữ chữ đi tiếng Hàn nó sẽ là ca, ca tả. Đấy, tức là mình mường tượng trong đầu mình là mình hoặc người khác vừa đi vừa mang một cái ca đi thì tiếng Hàn nó là ca tả. Còn đến, đến là đến, xong vừa đi nhá, vừa đi lại vừa mang một cái ô, thì đến nơi cái, đến một cái quán mình có một cái ô, đến cái quán có một cái ô thì gọi là ô tả. Rồi đi đến một cái quán có một cái ô thì gọi là ô tả. Đến nơi rồi, đến nơi cái quán đấy thì mình gọi một cái đồ uống thì ma si tả, ma si tả, ma si, ma si, ma phiên âm ma ma si tả. Ma si tả mình sẽ tưởng tượng ra là đến cái quán đấy rồi. Xong rồi đến quán đấy thì có một cái nước gọi là nước rau má đi. Nước rau má mà si 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 Wow. Uống nước rau má. Uống nước rau má thì không uống được thì mình si si phải vào nhà vệ sinh. Si xí. Chữ mã hóa này, chữ si thành chữ xí. Đấy, đấy, đấy trong đầu mình, đấy trong đầu mình có mã hóa như thế, biết là nào chữ si này khó mã hóa quá. Si 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 si. Đấy, rồi, thế uống thì là gì? Má si tả. Ma si tả, rồi ma si tả. Rồi chữ mọc tả. Mọc tả này là gì? Ăn, ăn. Mọc, mọc, ăn mọc. Mọc, mã hóa là chữ mọc. Thì là đang tưởng tượng đến người đang ăn mọc thì là chữ ăn là mọc tả. Rồi 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 ăn xong rồi thì gì, đi về. À đi ăn xong rồi thì vừa ăn là xong vừa để còn nghe nhạc. Thật tả à, thật ca sĩ thật, tức là mình đang ăn nhá, xong mình nghe cái một cái ca sĩ thật, tức là nghe một ca sĩ đứng trên sân khấu hát thì là thực thật thật thực 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 tả. À, thực tả tức là cái ca sĩ đấy rất là, không phải là mình xem TV mà nghe một ca sĩ thật đang hát. Rồi gọi là thực tà là nghe. Rồi
khi đi về thì mình gặp một cái chú một chú ăn mày, thì mình cho một ví dụ mình cho đi mấy đồng đi, đấy, 2 đô đi, 2 đồng đi, thì gọi là gì, là cho đi là chu tà cho một cái chú ăn mày thì gọi là gì, là cho. Rồi đấy là xong một cái câu chuyện để học được mấy những cái từ như đến này, cho à đâu đi này, đến này, à, đi đến rồi này. uống ăn nghe rồi là gì, cho đấy, mã hóa. Rồi bây giờ bắt đầu lại câu chuyện này. Tôi cầm cái ca, tôi vừa đi tôi vừa cầm cái ca, thì cái ca gọi là đi, ca tà là đi, cầm cái ca rồi đến một cái chỗ, cái quán ăn, thì cái quán ăn đấy có một cái ô để ở trước cửa thì đã là từ đến rồi. Đến cái quán ăn ấy mình uống nước rau má rồi đi vệ sinh đấy, đi vệ sinh xong thì đi ra, à, đi vệ sinh rồi uống xong rồi đi ra ăn, thì gọi là ăn một cái bát mọc rồi, mọc tả ăn cái bát mọc xong rồi nghe nhạc, nghe gì, nghe ca sĩ thật hát và thực tả, rồi nghe xong rồi đi ra ngoài gặp một cái chú gọi là chú cân mày đi cho 2 đồng đi từ thiện đấy. Thì bắt đầu mình bắt đầu nhớ lại nhá, bắt đầu nhớ lại là, à, đi được ca tả rồi đến là ô tà xong rồi thì ăn, đến xong rồi uống là ma sita rồi uống xong rồi là gì nhỉ, uống xong rồi là ăn là mọc tà, rồi ăn xong thì lại là nghe nhạc là thực tà, vậy thực tà xong đi về gọi là cho người khác 2 đồng thì gọi là chu tà à, mình đã nhớ xong rồi, mất 7 phút để mã hóa một câu chuyện cho 7 cái từ này. 7 cái từ này rất là dễ mã hóa được, nó cũng không quá là khó rồi.